Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 107, chương 689, Mèo Hoang. Thấy Trần Thần và thôn trưởng đều là một bộ mặt mơ mộng như vậy, Tiểu Thất giải thích: "Tỷ như các người nhìn chúng mặt trời giữa trưa vậy, liệu có thể nhìn chăm chú được bao nhiêu lâu đây?" Trần Thần và thôn trưởng hai mắt nhìn nhau. "Là mấy giây thôi là chói mắt." Tiểu Thất cười một tiếng: "Mèo hoang, nhìn tấm vải đỏ quấn trên cây đào cũng giống như chúng ta nhìn mặt trời giữa trưa vậy, là vô cùng nhức mắt khó chịu. Có thể nói là còn lợi hại hơn như vậy đó." "Thì ra là như vậy. Lúc trước, lúc đào cây đào còn định dùng cây khác thay thế đó." "Đúng rồi tiểu tử, ngươi vừa nói như vậy, ở những cây khác khẳng định là không được phải không?" Nghe vậy, Tiểu Thất nói: "Quấn trên cây khác thì cũng giống như là nhìn tấm vải đỏ, mèo hoang rất dễ dàng thích ứng." "Ai, tiểu tử thôi ăn cơm đã. Chờ một chút, ngươi còn phải đối phó với mèo hoang, dù sao cũng rất là mất sức đó." Thôn trưởng nói xong đứng dậy đi vào bếp, bảo vợ của hắn làm thức ăn bưng ra. Tiểu Thất vội vàng đi lên giúp đỡ, đi theo lão và Trần Thần. Nhà thôn trưởng mỗi bữa cơm đều có cá thịt, cũng thuộc dạng khá giả. Ăn cơm tối xong, mặt trời cũng lặn, Tiểu Thất cùng với thôn trưởng ngồi ở cửa nói chuyện phiếm. Giao thông trong thôn mặc dù không có phát triển lắm, không có địa phương nào để chơi đùa, thế nhưng thôn dân cũng rất phấn khởi. Mỗi một ngày 3-5 người lại tụ tập cùng một chỗ uống rượu, tán gẫu. So với những nơi ở thành thị kia cô đơn, thật sự ở đây còn thích thú hơn nhiều. Đương nhiên đây là ý tưởng của Tiểu Thất mà thôi. Cùng thôn trưởng trò chuyện một hồi lên thiên, lúc này một người trẻ tuổi độ 27-28 đi tới. "Thôn trưởng, có phải đây có đạo sĩ không?" "Có việc gì vậy?" người trẻ tuổi nói. "Ở ngoài cửa thôn có một người nữ nhân tìm đạo sĩ. Ta hỏi những người khác, bọn họ nói đạo sĩ ở đây đó." Tiểu Thất đứng dậy. "Ta là đạo sĩ, người có thể nói xem là ai tìm ta?" "Là một người nữ nhân đó, nàng mặc đồ cô cưới cổ đại, dung mạo rất đẹp. Nói đến đây..." Hắn trêu ghẹo: "Tiểu huynh đệ, liệu có phải là có ý đồ với người?" Tiểu Thất lắc đầu một cái, quay đầu hướng thôn trưởng. "Thôn trưởng, hôm nay để cho tất cả thôn dân đều về nhà đi. Chờ một chút, bất kể nghe được âm thanh gì cũng đừng có ra ngoài đâu." Tại sao vậy?" Nghe hắn vừa nói như vậy, Tiểu Thất đáp: "Kẻ tìm ta không phải là người đâu, có lẽ chính là nữ quỷ ở trên vọng nhai đó." Thôn dân kia sắc mặt đại biến, lập tức chạy vào trong phòng lấy ra loa lớn gào lên. Tiểu Thất nhìn Trần Thần: "Người ở lại đây, cũng không được rời khỏi. Ta hoài nghi nữ quỷ là muốn ta ra." "Vâng, con hiểu." Tiểu Thất gật đầu, để cho Uyển Nhi từ trong chiêu hồn túi đi ra, cùng Trần Thần bảo vệ những thôn dân. Tên tiểu tử bảo bảo này, tối ngày hôm qua chui vào trong túi vải, liền không có ra ngoài nữa. Tiểu tử phòng trừng bị giật mình. An bài sắp xếp một hồi, Tiểu Thất đi tới đầu thôn, thấy ở bên ngoài tấm vải đỏ có một đạo nhân ảnh. Quả nhiên không sai, chính là nữ quỷ ở vọng nhai. Nàng nhìn thấy Tiểu Thất còn vẫy vẫy tay. Tiểu Thất trợn mắt bước nhanh tới. "Người tới đây làm gì?" Nữ quỷ nói: "Ta ở trên núi buồn bã, muốn xuống để xem một chút."
Tiểu Thất đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó thư thái. Bằng vào tu vi của nàng, muốn từ trên núi xuống dưới núi rất đơn giản. Nhưng vấn đề là nàng lúc trước tại sao không có hạ sơn mà phải dựa vào mộc tinh để bắt người tu luyện. Đặc biệt, ngay từ đầu còn không nghĩ ra vấn đề này, còn tưởng rằng nữ quỷ không thể xuống núi. Nàng lần này đi xuống có một loại mùi vị thị uy, muốn nói rõ với Tiểu Thất, nàng muốn giết người, Tiểu Thất không ngăn được. Tiểu Thất bĩu môi, xem ra mình cân nhắc sự tình còn chưa có chu đáo. Nữ quỷ hỏi nhỏ: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" "Không có gì, ngươi nói đi, ngươi tới đây làm gì?" Nữ quỷ che miệng cười một tiếng: "Xem ngươi khẩn trương kìa, ta nói rồi, chính là muốn xem nơi đây thôn dân sinh sống thế nào. Được rồi, ta cũng đã xem, ta đi đây. À đúng, ta đây chủ yếu để muốn nói với ngươi một chuyện. Tối ngày hôm nay có một đoàn miêu yêu tới tìm ngươi báo thù đó." Tiểu Thất nhướng mày một cái: "Tại sao ngươi lại tự nói với ta?" Nữ quỷ hừ lạnh: "Mấy trăm năm qua ta chưa gặp đối thủ, ngươi là người duy nhất. Ta không nghĩ để ngươi chết nhanh như vậy. Ngươi nếu như chết, cuộc sống của ta sẽ trở nên khô khan. Cuộc sống khô khan ta lại tu luyện, mà nếu như tu luyện ta lại giết người." "Ngươi đang thị uy với ta sao?" Tiểu Thất trầm giọng. "Thị uy với người đó thì sao?" Tiểu Thất thở dài: "Thôi, tối nay ta có chuyện đó, bây giờ không muốn động thủ với ngươi, cút đi." "Vậy thì nhớ đó, phải còn sống. Chỉ còn sống mới xứng đáng là đối thủ của ta." Nữ quỷ cười nói. Lời còn chưa dứt, một cỗ âm phong cuốn tới, thổi bụi đất mù mịt. Tiểu Thất giơ tay, bụi đất rơi xuống, nữ quỷ đã biến mất. Tiểu Thất gãi đầu một cái, hắn bây giờ trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Nữ quỷ sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác, lại chọn lúc mình phải đối phó với đám mèo hoang. Mà đến còn nói một trận lời như vậy, hoặc là thị uy uy hiếp, hoặc chính là muốn nói mèo hoang này thực lực không có đơn giản. Bất quá Tiểu Thất cũng không tin mèo hoang có thể có đến tu vi 2000 năm, cho nên ngược lại cũng không có lo lắng. Điều lo lắng nhất chính là nữ quỷ nửa đường đem sự tình giết tới. Quay vào trong nhà thôn trưởng, ngồi độ vài chục phút, kéo một cái băng ghế đến cuối thôn. Trời vừa tối, tất cả mọi người đều vào trong nhà. Tiểu Thất dựa vào ghế, Long Tuyền kiếm cắm trên mặt đất. Tên tiểu tử Bảo lúc này mới từ trong túi vải thò đầu ra, thấy không có vấn đề gì, liền nhảy đến trong ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất xoa đầu của nó: "Tiểu tử, có phải là sợ hay không?" Bảo gật đầu: "Tỷ tỷ tối ngày hôm qua thật đáng sợ. Bảo sợ liền trốn đi. Ca ca, người có sợ không?" "Ca ca người không sợ, tỷ tỷ kia không có đánh được ta." "Nàng thật sự là không đánh được người sao?" Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên: Bảo không có tin ta sao?" Có, Bảo tin tưởng ca ca." "Được rồi, đừng có chui vào trong túi vải nữa. Chờ một chút, sẽ phải đối phó với mèo hoang đó. Người giúp ca ca một chút." "Vâng, Bảo biết rồi." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng hơn 8 giờ tối. Ở bên ngoài phụ cận quanh thôn vang lên tiếng mèo kêu đến thê lương, nghe vào mà rợn hết cả người. Một đôi mắt màu xanh lục lấp lóe trong bóng tối. Bảo ngẩn người, sau đó lại chui tọt vào trong túi vải. Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái tên tiểu tử Bảo này lá gan càng ngày càng nhỏ. Thấy mèo hoang ở xung quanh thôn, Tiểu Thất giật mình, ít nhất phải có đến cả mấy trăm con. Còn mẹ nó, những con mèo này bình thường đều ẩn nấp ở đâu đó, tại sao lại có thể nhiều đến như vậy? Từng con mèo hoang nhìn những tấm vải đỏ quấn ở trên đào mộc, đều là nhảy tới nhảy lui, không ngừng lùi về đằng sau. Nguyên bản đèn của thôn dân vẫn sáng, sau khi nghe được tiếng mèo hoang kêu gào đều đóng chặt cửa sổ, tắt đèn. Độ 7-8 phút sau, toàn bộ đám mèo hoang di chuyển đến cuối thôn. Tiểu Thất ngáp một cái đứng dậy: "Ai, tiểu gia chờ các người lâu rồi." Dẫn đầu là một con mèo hoang nửa người nửa thú,
Ánh mắt trông không giống mèo hoang mà nó lại có ửng hồng trong tia xanh. Con mèo hoang đứng bên cạnh chính là con mèo hoang ban ngày đã nhập vào trong cơ thể của Mạnh Khải. Lỗ tai của nó dựng đứng, hai mắt trợn to, không tưởng tượng nổi mà cất tiếng người. Làm sao người biết buổi tối chúng ta sẽ tới? Tiểu Thất khoát tay. Súc sinh cũng chỉ là súc sinh, vĩnh viễn không suy nghĩ được như người được. Được rồi, tiểu gia mệt mỏi, sớm thu thập các người một chút rồi con đi ngủ. Tất cả chúng mày lên hết đi. Từng con mèo hoang đều kêu gào thành những âm thanh vang dội. Trong đêm tối, nghe cái tiếng mèo hoang kêu gào như thế cũng rợn hết cả tóc gáy, đến Tiểu Thất còn ghê cả răng. Ngay sau đó, Tiểu Thất cảm giác mặt đất rung lên một cái, toàn bộ đám mèo hoang sầm sập lao tới. Chương 690, mèo hoang phần 3. Mấy trăm con mèo hoang chạy điên cuồng, cục diện này trông cũng khá là đồ sộ. Tiểu Thất quệt mồ hôi trên trán, thật may mình đã có tu vi thánh vị. Nếu như là trước đây, thấy một đàn mèo hoang chạy như điên như thế, phòng chừng hai chân cũng muốn run lên. Tiểu Thất nắm chặt Long Tuyển kiếm, chuẩn bị động thủ thì sau lưng vang lên có tiếng chó sủa kịch liệt. Quay đầu, Tiểu Thất nhìn lại, thấy 10 con chó lớn đang hướng đám mèo hoang mà vọt lên. Hơn 10 con chó không hề sợ hãi, cái miệng há rộng ra liền gặm chặt lấy con mèo hoang. Tiểu Thất cười một tiếng, rốt cuộc cũng có trợ thủ. Lập tức chân đạp thất tinh bộ, lắc mình mà ra, chạy thẳng tới con mèo hoang nửa người nửa thú. Con mèo hoang ánh mắt đại biến, móng vuốt quét lên tấn công. Tiểu Thất cười lạnh, bằng vào ngươi muốn đối phó ta sao? Đi tu luyện thêm 2000 năm nữa đi. Phanh một tiếng, Tiểu Thất đá thẳng vào đầu con mèo hoang dẫn đầu, đá văng nó ra ngoài, tung người nhảy lên, rung rung cổ tay, kiếm hoa màu tím gào thét. Con mèo hoang kêu thảm, đầu và thân thể bị tách rời. Con mèo hoang đối với Tiểu Thất bây giờ mà nói, căn bản là không có một điểm uy hiếp. Duy nhất uy hiếp đó là đến từ sau lưng những thôn dân. Tới hỗ trợ có những con chó lớn, không có chút sợ hãi những con mèo hoang đã thành tinh hoặc sắp thành tinh này. Chúng nó dùng hàm răng sắc bén cắn xé mèo hoang. Trong ngắn ngủi có mấy phút, ở ngoài cửa thôn có nằm mười mấy thi thể mèo hoang. Đương nhiên cũng có 7-8 con chó bị mèo hoang cắn chết. Tiểu Thất gia tăng thế công, những con chó này cũng không thể đều chết hết. Về sau, những thôn dân này an toàn, có lẽ phải trông vào chúng nó. Người không bằng chó, đương nhiên hôm nay nói những lời này cũng không quá thích hợp. Dù sao, hắn để cho những thôn dân kia không ra ngoài. Bọn họ nếu như mà dám đánh chết đám mèo hoang, tự nhiên cũng sẽ không có sợ hãi như vậy. Đám mèo hoang rốt cuộc cũng sợ, lui về đằng sau, tụ tập lại một chỗ mà kêu gào. Tiểu Thất xoa xoa lỗ tai, hừ lạnh một tiếng. Im mẹ chúng mày hết miệng cho ta, kêu cái gì, không biết là ồn ào sao? Khoản hãy nói, một tiếng kêu như vậy không chỉ có mèo hoang, cả bên 20 con chó cũng đằng sủa lên ầm ầm, hung tợn nhìn chằm chằm đám mèo. Tiểu Thất từ tốn, các người được tu luyện không dễ, ta không muốn đuổi tận giết tuyệt các người, nếu không là vô cùng tàn nhẫn đó. Toàn bộ rời khỏi thôn, nếu như sau này còn đến gây chuyện vậy thì ta đưa cho các người 3 chữ: giết không tha. Đám mèo hoang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua độ nửa phút, đám mèo hoang quay đầu về đằng sau rời đi. Một con rời đi thì sẽ có con thứ hai, càng ngày càng nhiều mèo hoang lựa chọn rời đi. Trong chốc lát chỉ còn lại 20 mấy con mèo hoang ở lại. Thấy đám mèo không đi, Tiểu Thất nói, các người không đi sao? Không đi. Hồn phách con mèo hoang bị lão Mạnh đánh chết hung tợn trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Thấy một màn này, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, chống Long Tuyển kiếm ở trên đất động một cái, một vệt kiếm hoa gào thét để cho nó hồn phi phách tán. Những con mèo hoang khác ở lại đều gào lên hoảng hốt, biết rõ Tiểu Thất đã động sát cơ liền quay đầu bỏ chạy. Đám mèo hoang chạy, đám chó lớn liền định đuổi theo. Tiểu Thất vội gọi, đều quay trở lại, đừng có đuổi theo.
Con chó lớn dừng lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó cúp đuôi chạy về thôn. Tiểu Thất cất Long Tiền kiếm, nhìn mèo hoang ở trên đất bị đám chó cắn chết, khẽ thở dài. Rồi nhìn sang mấy con chó, cũng rất là thương tâm. Chúng nó chung quỳ cũng là bệt bảo vệ chủ nhân của chúng nó. Xoay người rời đi, quay về nhà của thôn trưởng. Vừa vào nhà nhìn, có hai mươi mấy người thanh niên trong tay cầm cuốc, cầm dao, khẩn trương nhìn ra cửa. Thôn trưởng thấy Tiểu Thất vào nhà, vội vàng đứng dậy. Tiểu tử, đám mèo hoang đã đi hay chưa vậy? Tiểu Thất gật đầu một cái. Nó đi rồi, thôn trưởng. Ông bảo người ta đem toàn bộ thi thể của mèo hoang ở cầu thôn tiêu hủy đi. Đúng rồi, còn những con chó bị mèo cắn chết, tìm một chỗ tốt chôn cho chúng nó. Nghe được Tiểu Thất nói, một nam tử 24-25 tuổi cười cười. Chôn cái gì ấy, toàn bộ mang đi hầm thịt là được rồi. Lời của hắn còn chưa dứt, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Thất như muốn giết người, hắn sợ hãi lùi về đằng sau mấy bước. Tiểu Thất thu lại ánh mắt lạnh lùng. Các người nhớ cho kỹ, chúng nó là vì bảo vệ các ngươi mới bị mèo hoang cắn chết đó. Ngươi như vậy còn không bằng cả chó. Thôn trưởng khuyên nhủ. Tiểu tử đừng tức giận, yên tâm ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Tiểu Thất gật đầu đi vào bên trong than thở. Chó trung thành là chó, nhưng người có lúc không phải là người. Nhìn thấy Tiểu Thất vào phòng, nam tử lúc nãy nói khó chịu. Thôn trưởng ý hắn là gì? Hắn chửi chúng ta không bằng chó sao? Thôn trưởng hừ lạnh. Người ta không phải chửi chúng ta, là chửi ngươi thôi. Ngươi nhìn xem mình nói cái gì. Những con chó kia chết là vì bảo vệ chúng ta. Ê, ngươi thì giỏi rồi lại còn muốn ăn thịt chúng nó. Ta chỉ là nói. Nói cái gì? Tiểu tử ngươi lúc trước sống như thế nào ta không biết sao? Lão Trương gia ở đầu thôn có 3 con chó cái lớn. 2 con đều bị tiểu tử ngươi trộm đi bán cho những người buôn chó rồi. Ngươi đừng bảo là ta không biết nha. Ta nói với ngươi, ta biết hết cả đó. Được rồi, tất cả đi về nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai đem thi thể của đám mèo đi thiêu hủy. Thi thể của những con chó thì tìm chỗ tốt mà chôn. Thôn trưởng giận dữ. Thôn trưởng, chúng ta đi đây. Người nghỉ ngơi sớm một chút. Vâng vâng, thôn trưởng, chúng ta về thôi, về thôi. Mỗi một người đều cuống cuồng nói, vội vàng chạy ra khỏi nhà của thôn trưởng. Thôn trưởng mắng một câu, nghiêng đầu nhìn mặt của Trần Thần đang mơ hồ. Ngươi đừng có phiền lòng, người nông thôn là như vậy đó. Trần Thần cười một tiếng, không nói gì cả. Một đêm yên lặng, ngày tiếp theo độ hơn 7 giờ sáng, một đoàn người đã dậy sớm ra ngoài, thấy thi thể của mèo hoang ở đầy đất, ngoài đầu thôn, cảm giác phi thường khiếp sợ. Có mấy thôn dân cũng nhận ra là mấy con chó lớn nhà mình bị mèo cắn chết. Thôn trưởng cũng dậy sớm đi đến cửa thôn. Lão nhìn đến tình cảnh này cũng hiểu được Tiểu Thất nghe người đàn ông nọ nói vì sao lại tức giận đến như vậy. Thi thể của mèo hoang ở trên đất, trong đó có 23 con là bị cắn chết. Lão Mạnh tiến tới bên cạnh trưởng thôn. Thôn trưởng, tiểu tử ở nhà ngươi có xử lý những con mèo hoang này không? Thôn trưởng gật đầu. Tiểu tử nói những con mèo hoang này đem đi thiêu hủy. Những con mèo hoang tiêu hủy xong thì đem chôn hết đám chó đi vào chỗ sạch sẽ. Thôn trưởng, sao lại thế? Sao lại phải chôn đám chó? Thôn dân mồm năm miệng 10. Thôn trưởng lạnh giọng. Các ngươi nhìn xem, nơi đây rất nhiều mèo hoang là bị chó cắn chết. Các ngươi còn ấy không ngại. Còn đám chó này là vì bảo vệ các ngươi mà chiến đấu với đám mèo. Các ngươi còn mặt mũi hay sao? Bình thường ta không quản các ngươi đâu. Lần này ai mà không nghe lời, lần sau trở đi không cần là thôn dân nhà chúng ta nữa. Thôn trưởng, chúng ta biết rồi, người đừng có tức giận. Đúng rồi thôn trưởng, đừng có tức giận mà. Thôn dân bắt đầu thu thập thi thể của đám mèo hoang. Toàn bộ kéo đến một mảnh đất trống ở ngoài đầu thôn, chia làm 7-8 đội tìm củi lửa để đốt. Thi thể mèo hoang quá nhiều, đốt phải đến 5-6 tiếng toàn bộ mới đốt xong. Về phần những con chó bị cắn chết, thôn dân đều theo như lời thôn trưởng nói, tìm một địa phương thật tốt để mai táng. Độ hơn 2 giờ chiều, Tiểu Thất nhận được điện thoại của hai người Cố Bân. Cố Bân và Tiểu Kim cả đêm tìm kiếm tài liệu
rốt cục cũng có một chút thu hoạch, mang tài liệu chạy tới để cho Tiểu Thất lên đại lộ đón bọn họ. Cúp máy, Tiểu Thất đi dọc theo đường đi, lại một lần nữa lên Hoàng Tuyền Lộ. Chương 691, Vật đổi sao rời, phần 1. Tiểu Thất đi trên Hoàng Tuyền Lộ, mỗi một bước cảnh tượng ở sau lưng lại biến hóa, hơn nữa mỗi một lần đều không có giống nhau. To mày nhìn một hồi, trong lòng giật mình, con mẹ nó trúng chiêu rồi. Lúc đi lên Hoàng Tuyền Lộ không có phát hiện, xem ra nữ quỷ đã chuẩn bị tất cả là vì mình. Nhưng trước mắt không phải là ảo cảnh, không lẽ đó là trận pháp? Nếu như vậy, bây giờ cũng không có nhiều thời gian. Đi về phía trước, có một chiếc xe nhỏ từ hướng Xuân Thành chạy tới. Cố Bân cầm trong tay một cái túi văn kiện đầy, ngồi ở bên cạnh còn có một chồng tài liệu rất dày. Tiểu Kim đang lái xe liền nhẹ giọng: Cố đội, chuyện này có phải là rất nghiêm trọng hay không? Cố Bân buông văn kiện trong tay xuống, sắc mặt khó khăn mà nói: Đương nhiên là nghiêm trọng rồi. Tòa mộ này ở bên trong chôn một tiểu thiếp vương gia. Cái này không phải là quan trọng nhất, mà là tiểu thiếp này chết oan, vương gia kia đem toàn bộ những người hầu theo nàng giết chết theo. Tiểu Kim nói: Vương gia kia rốt cuộc là yêu tiểu thiếp của hắn như vậy mà dẫn nhẫn tâm giết nhiều người như thế? Cái này còn chưa tính đâu, ngươi không nghe được Chu Ngọc Vân giáo sư nói sao? Những sổ sách văn hiến ghi lại không hết, theo những sử sách khác không chính thống ghi lại, ban đầu vương gia kia giết chết không phải chỉ là một vài người. Vương gia kia bắt chiếc Tần Thủy Hoàng, đem toàn bộ công nhân và quân lính trong quá trình thi công mộ đều giết đó. Cố Bân nói: Loại chuyện này chúng ta nhìn qua thì thấy nghiêm trọng, nhưng mà trong mắt tiểu huynh đệ sợ rằng không có đơn giản. Đúng đó, toàn bộ người chết yểu đều biến thành quỷ. Đối với câu chuyện của Cố Bân và Tiểu Kim, Tiểu Thất không biết. Hắn giờ phút này vẫn còn đi loanh quanh ở trên Hoàng Tuyền Lộ, đi nửa ngày mới phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ không di chuyển được. Tiểu Thất đứng ở bên một thân cây cau mày. Trong phút chốc hắn lẩm bẩm: Chẳng lẽ mình gặp phải quỷ đả tường? Lắc đầu một cái, quỷ đả tường không ngăn được hắn. Xem ra thực sự là lâm vào trong trận pháp. Mình bị trận pháp vây khốn, hơn nữa nhìn cũng không có vấn đề gì. Trận pháp này không có đơn giản, người bố trí trận pháp cũng tuyệt đối không đơn giản. Nữ quỷ kia không giống như có thể bố trí ra loại trận pháp này, vậy rốt cuộc là sao? Tiểu Thất thận trọng nhìn la bàn ở trên tay, địa châm chỉ phương hướng, cẩn thận đi về phía trước. Đi độ chừng 200 mét, cảnh tượng trước người lại một lần nữa biến đổi. Một cỗ âm phong từ đâu thổi tới, làm cho Tiểu Thất cảm giác lạnh lẽo hết cả người. Âm phong mang theo một luồng hơi lạnh như từ địa phủ vọng về vậy. Tiểu Thất cất la bàn, rút ra Long Tiền Kiếm, nhìn đến bìa rừng nói: Nếu đã tới, tại sao không ra gặp mặt một lần đi? Cây rừng lập tức động động tản ra, một người thân ảnh tóc tai bù xù xuất hiện. Đây cũng là một nữ quỷ, nhưng không phải là nữ quỷ mà lần trước Tiểu Thất đã gặp. Nữ quỷ này người mặc đồ cưới cổ đại, nhưng nữ quỷ trước mắt là một thân quần dài màu lam nhạt. Nó một mực cúi đầu, không nhìn rõ hình dáng, cả người oán khí quanh quẩn, vừa nhìn thì biết không phải là thứ đơn giản. Tiểu Thất cau mày, chỗ này quá là quỷ dị. Lần trước nữ quỷ đã có thể gọi là đạt đến trình độ quỷ vương, lần này nàng mặc dù không có lợi hại nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Nhìn nữ quỷ chằm chằm trong phút chốc, Tiểu Thất tử tốn: Nếu đã đi ra, tại sao không lấy bộ mặt thật ra gặp? Ngươi thật sự muốn nhìn sao? Nữ quỷ cúi đầu sâu kín nói: Không sai. Lời còn chưa dứt, nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa thấy dung nhan của nữ quỷ, Tiểu Thất không khỏi lùi về đằng sau một bước. Mái tóc phủ kín, một khuôn mặt không có ngũ quan, ở trên mặt đầy vết máu không ngừng chảy, biến thành máu màu đen. Nữ quỷ cười khúc khích: Ngươi sợ sao? Ngươi là ai? Tiểu Thất cau mày. Nữ quỷ này mặc dù hình tượng cũng
không làm cho hắn cảm giác sợ hãi, nhưng đối với hắn, trong phòng, trong lòng tạo thành một loại kích thích thị giác. Nữ quỷ gật gù đắc ý, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái. Cái mặt kia giống như là trợn lên, nhìn chằm chằm Long Tuyền kiếm trong tay của Tiểu Thất. Âm thanh phiêu hốt từ trong cánh rừng bốn phương tám hướng truyền tới. Ngươi là ai? Tại sao trong tay lại có thất tinh Long Tuyền kiếm? Ngươi là ai? Ngươi trả lời ta trước. Nữ quỷ sâu xa nói. Ngươi là ai? Ngươi trả lời ta trước chứ. Tiểu Thất trợn mắt. Nữ quỷ là muốn đối phó với mình. Tính toán thời gian, bọn Cố Bân cũng sắp đến, chính mình không thể trì hoãn ở đây quá lâu. Sau đó nói, tại hạ là Mao Sơn đệ tử Vương Tiểu Thất. Đôi mắt như cá chết của nữ quỷ bỗng nhúc nhích, lẩm bẩm. Mao Sơn đệ tử, ta thật sự là đã gặp qua. Tiểu Thất trong lòng vui mừng, nhìn bộ dáng này của đối phương không giống như đã có thù oán với Mao Sơn đệ tử. Nó không chừng không động thủ là có thể đi ra khỏi trận pháp. Vừa định mở miệng hỏi, nữ quỷ đột nhiên lắc đầu, cười lớn. Quanh thân của nàng, oán khí lập tức tụ tập lại, tầng tầng lớp lớp bao phủ theo tiếng cười của nàng vang lên. Tiểu Thất vừa nghe, âm thầm hít một hơi, xem thường nàng. Mao Sơn đệ tử, là Mao Sơn đệ tử. Bọn chúng ta chính là Mao Sơn đệ tử. Nữ quỷ cúi đầu, âm thanh cười so với khóc còn khó nghe hơn. Tiểu Thất căng thẳng. Các nàng, không lẽ nàng và nữ quỷ lần trước đã thấy là cùng một nhóm? Hắn còn nhớ được Trần Thần và Uyển Nhi gặp được một nữ quỷ dùng hồn phách để tu luyện. Theo như lời Uyển Nhi nói, nữ quỷ kia đang chuẩn bị đột phá quỷ vương. Điểm này Tiểu Thất tin, nếu như là quỷ vương mà nói thì Trần Thần và Uyển Nhi tuyệt đối không phải là đối thủ. Nói như vậy, ở trên núi này ít nhất là có ba nữ quỷ, hơn nữa là đều đã sắp đạt đến cảnh giới của quỷ vương. Nữ quỷ hai lần trước gặp thực lực rất đáng sợ, nếu như đơn đả độc đấu Tiểu Thất còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, lại cộng thêm nữ quỷ trước mắt, sự tình tất nhiên không dễ giải quyết, đừng nói chi còn có một nữ quỷ chưa từng gặp mặt. Lúc này ở trong rừng vang lên một giọng nói. Tiểu Diều Hâu, đưa hắn mang đến. Âm thanh này mới là âm thanh lần trước hắn đã gặp. Nàng quả nhiên cùng nữ quỷ trước mắt có biết nhau. Ánh mắt Tiểu Thất nhìn vào trên người nữ quỷ đứng ở trước mặt, nàng chẳng lẽ là một nha hoàn được chôn theo. Nữ quỷ đứng trước mặt hắn, nghe lời, chứng thực phỏng đoán của Tiểu Thất. Nàng nói, tiểu thư nhà ta mời ngươi đến. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Mao Sơn đệ tử, ngươi cần gì phải đoán giả bộ hồ đồ? Âm thanh vừa rồi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Tiểu Thất trầm tư một chút, nói, đưa ta đi. Lời vừa dứt, ống tay áo của nữ quỷ vung lên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Tiểu Thất nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, thế nhưng trong lòng là kinh hãi, vật đổi sao rời. Mấy nữ quỷ này lại có thể làm được vật đổi sao rời. Vật đổi sao rời là một đại trận, một khi thành công có thể mượn lực lượng của thất tinh chuyển biến không gian. Đến như Tiểu Thất thì vật đổi sao rời này là trận pháp từ hơn 1000 năm trước đã biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó người trong đạo môn không thể nào có khả năng bố trí được trận pháp vật đổi sao rời. Đây là theo tên gọi. Còn nếu như theo tên gọi thời cổ đại thì gọi là đầu tự chuyển di tinh. Hơn 1000 năm trước đại trận này biến mất. Nữ quỷ là người sống từ thời Minh Triều. Còn mẹ nó đến cùng là chuyện gì vậy? Đợi cảnh tượng trước mắt ổn định lại, Tiểu Thất định thần nhìn lại. Trước mắt là một thạch thất rộng rãi, bố trí ấm áp, chính là những kiểu khuê phòng của tiểu thư khuê các ở thời cổ đại. Hai nữ quỷ lần trước gặp đang ngồi ở trên một chiếc giường gỗ
kiểu cổ kính. Sau khi đánh giá xong hoàn cảnh, Tiểu Thất trong lòng cũng đoán được đại khái nơi này chính là hầm mộ ở trong núi. Nữ quỷ cười một tiếng: "Công tử, đã lâu không gặp. Tiểu Diều Hâu rót cho công tử một ly trà." "Vâng, tiểu thư." Ống tay áo của nữ quỷ vung lên, ở bên cạnh Tiểu Thất xuất hiện một 3 tấm băng đá và một cái bàn đá. Trên mặt của nàng mang nụ cười nhàn nhạt, đi tới bên bàn đá ngồi xuống, nhìn Tiểu Thất nháy mắt: "Công tử, vì sao không có ngồi xuống? Là người sợ sao?" Tiểu Thất cười nhạt: "Ta có gì phải sợ?" "Vậy thì ngồi xuống đi." Sau khi ngồi xuống, Tiểu Diều Hâu rót cho Tiểu Thất một chén trà. Cúi đầu vừa nhìn, trà trong chén không phải là máu như đã nghĩ, mà là một chất lỏng màu trắng sền sệt. Bưng lên ngửi một cái, một cỗ mùi tanh xông thẳng vào mũi. Nữ quỷ nói: "Công tử, bạch trà này không có hợp khẩu vị sao?" Tiểu Thất đặt cái ly xuống, nhìn chằm chằm nàng từ tốn: "Cái này chỉ sợ không phải là bạch trà chứ?" Chương 692, đầu truyện Di Tinh, phần 2. Nữ quỷ cười nói, không trả lời vấn đề của Tiểu Thất, ngược lại lại nói: "Ta cùng công tử mới gặp mà như đã quen từ lâu. Công tử còn không biết tên của tiểu nữ là gì sao?" Tiểu Thất đặt ly trà trên tay xuống bàn, gật đầu. Nữ quỷ từ tốn: "Tiểu nữ họ Đan, tên Kỳ Nguyệt." "Cổ Kỳ Nguyệt?" Tiểu Thất nhướng mày. Nữ quỷ gật đầu một cái: "Đúng vậy, tiểu nữ tên họ là Cổ Kỳ Nguyệt." "Xin hỏi cổ tiểu thư, là khi đó người..." Nghe nói như vậy, Cổ Kỳ Nguyệt cười một tiếng: "Ta cũng không nhớ rõ, là ta ngủ quá lâu, rất nhiều chuyện đã quên. Tiểu Diều Hâu, người có biết không?" "Bẩm tiểu thư, nô tỳ không biết." Nhìn chủ tớ hai người này một sướng một họa đang lừa dối mình, Tiểu Thất cũng không quan tâm. Chung quy trước mắt là hai con nữ quỷ, thực lực đều rất đáng sợ, đừng nói là những thứ khác. Lúc này Cổ Kỳ Nguyệt đột nhiên nói: "Công tử, có muốn biết những chuyện khác không?" "Chuyện gì?" Tiểu Thất cau mày. Cổ Kỳ Nguyệt cười nhạt nhìn Tiểu Thất phút chốc, nhẹ giọng: "Công tử chỉ cần đem uống cạn bạch trà trên bàn, tiểu nữ sẽ nói cho công tử biết sự tình." Tiểu Thất cười một tiếng: "Làm sao ngươi biết? Ta muốn biết chuyện gì?" Cổ Kỳ Nguyệt nói: "Công tử cần gì phải chống đối như vậy? Người đơn giản là muốn biết làm sao có thể có được đầu truyền Di Tinh." Tiểu Thất trong lòng căng thẳng, nàng quả nhiên biết rõ đây là trận pháp đầu truyền Di Tinh. Bất quá chất lỏng màu trắng ở trong ly hẳn không phải là cái thứ tốt đẹp mẹ gì, hắn có thể không muốn uống. Nếu như uống vào mà gục xuống ở đây thì cũng không ổn, mà có khi còn làm trò cười cho thiên hạ huyền môn. Cổ Kỳ Nguyệt tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Tiểu Thất: "Công tử là sợ chúng ta động chân động tay rồi xảy ra chuyện gì sao?" "Không sai, ta làm sao tin tưởng chuyện hoang đường như vậy?" Nghe Tiểu Thất nói, nước mắt của Cổ Kỳ Nguyệt rơi lã chã, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Tiểu Diều Hâu thấy tiểu tỷ khóc, nhất thời gầm lên: "To gan, à chồng người nói tiểu thư nhà ta như vậy." Tiểu Thất nghiến răng, nắm chặt Long Tuyển kiếm. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nói: "Tiểu nữ ở trong mắt của công tử người là người xấu như vậy sao?" Tiểu Thất hít sâu một hơi, không nói gì cả. Tiểu Thất nhất động, Cổ Kỳ Nguyệt đều thấy. Trong phút chốc, nàng nhẹ giọng: "Nếu như công tử không muốn uống trà, tiểu nữ cũng không bắt ép." Tình cảnh lâm vào yên tĩnh. Cổ Kỳ Nguyệt đột nhiên nói một câu làm cho Tiểu Thất giật mình: "Thật ra thì ta không có chết trước. Trước khi chết ta cũng là đạo môn đệ tử." Trong lòng của Tiểu Thất giống như có một vạn con thần thú lao qua ầm ầm.
vốn cho rằng là muốn làm rõ sự tình, đột nhiên lại càng trở nên mơ hồ. Cổ Kỳ Nguyệt thương tâm khóc, hai tay bưng mặt, cặp mắt chảy ra huyết lệ bi thương. Ta không cam lòng, ta cũng từng là một pháp sư bắt quỷ, mà nay lại thành lệ quỷ, làm con mồi của những pháp sư. Tiểu Thất không biết Cổ Kỳ Nguyệt nói có thể tin được hay không. Nghe câu này, trong lòng cũng coi như là cảm khái đối với thân phận pháp sư. Pháp sư bắt quỷ trừ yêu một đời, cho dù là hồn phi phách tán cũng không sợ, nhất là sau khi chết lại có thể trở thành lệ quỷ. Cổ Kỳ Nguyệt chậm rãi. Mấy trăm năm trước, ta sống ở trong một gia tộc lớn, cha mẹ sủng ái, nhưng ông trời cũng không thương. Sinh ra không bao lâu, hồn phách bị lệ quỷ cướp đi. May mà có sư phụ xuất hiện cứu ta ra. Người thấy ta thiên phú tu đạo không tệ, liền thu ta làm đệ tử. Từ đó về sau, ta đi theo sư phụ học đạo pháp, bắt quỷ hàng yêu. Nhưng ta đi theo sư phụ học đạo 16 năm. Năm ta 20 tuổi, sư phụ bảo ta về nhà trông nom cha mẹ. Ta liền dẫn Tiểu Diều Hâu rời khỏi đạo cung, chạy tới gia đình, 10 năm chưa quay lại. Ngày đi ngang qua nơi này, phát hiện nơi đây oán khí xung thiên. Ta xem tình huống, thấy rất nghiêm trọng. Hơn nữa, lúc về nhà, sư phụ của ta cũng đã giao phó. Chúng ta đối với lệ quỷ nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Gặp phải quỷ vật không cần phải để ý nữa. Ta không muốn phản ứng với con quỷ ở đây. Ai ngờ ta không đối phó bọn chúng, bọn chúng lại xuất thủ đối phó ta. Ta cùng Tiểu Diều Hâu liên thủ đem lệ quỷ đánh cho hồn phi phách tán, nhưng chúng ta cũng không xong. Sư phụ biết ta xảy ra chuyện, chạy tới đây, nhưng ta không dám đi gặp người, vì ta không cam lòng chết như vậy. Ta muốn báo thù. Tiểu Thất nhướng mày một cái, nghe Cổ Kỳ Nguyệt kể một hồi như vậy, một hồi lâu mới nhỏ giọng. Chẳng lẽ đầu chuyển di tinh chính là sư phụ ngươi dạy cho ngươi? Cổ Kỳ Nguyệt cười một tiếng. Không, đầu chuyển di tinh đại trận là sư phụ từ trong cổ mộ lấy được bí tịch. Người chúng cũng chưa từng nhìn thấy qua đại trận thật sự, không dám xác định có phải là thật hay không, liền đem bí tịch bỏ qua một bên. Ta lén lén học được đại trận, ta chết ở đây, sau đó dựa theo chỉ dẫn của bí tịch bày ra trận pháp. Bởi vì như vậy, sư phụ mới không tìm được ta. Tiểu Thất biết đầu chuyển di tinh đại trận có thể xoay chuyển tiết chế không gian, còn có thể xoay chuyển vạn vật. Một khi trận pháp này khởi động, nếu như không phá được trận pháp, rất khó thoát ra. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất ngẩng đầu. Vậy ngươi nói lần trước là những đạo môn khác bị ngươi lừa? Là thật, ta cùng Tiểu Diều Hâu ở đây, sau đó chúng ta phát hiện ở trên ngọn núi này có một ngôi mộ lớn. Còn có một ngôi mộ lớn ở đây? Tiểu Thất thất kinh. Cổ Kỳ Nguyệt gật đầu. Nơi này còn có một ngôi mộ lớn. Công tử, ở trong đây có một cỗ nữ thi rất lợi hại, chúng ta và nàng đấu nhau đã mấy trăm năm. Người thấy bộ dáng ta bây giờ không phải chân diện thật, mà là nữ thi. Tiểu Thất nuốt nước miếng một cái. Cổ Kỳ Nguyệt cười nói. Công tử, muốn nhìn chân diện thật của ta hay không? Nghe vậy, Tiểu Thất cũng không gật, không lắc. Cánh tay của Cổ Kỳ Nguyệt khua lên, âm khí bao phủ. Âm khí sau khi xua tan, Tiểu Thất nhìn Cổ Kỳ Nguyệt mặt mũi thay đổi, cả người mặc quần trắng, má lúm đồng tiền như hoa, rất xinh đẹp. Đây quả thực là khuê tú nhà đại gia. Nàng nếu như không nói, ai nghĩ khi còn sống nàng là người của đạo môn.
Tiểu Thất niệm thanh tâm chú, thanh trừ những ý nghĩ bậy trong lòng, liền hỏi: người biến thành bộ dáng của nữ thi kia là muốn cho người đối phó nàng? Không sai. Cổ Kỳ Nguyệt từ tốn nói: công tử, ta còn muốn nói cho ngươi biết, ở mặt khác trong tòa cổ mộ không chỉ có một nữ thi mà còn có rất nhiều lệ quỷ. Bất quá đã mấy trăm năm, đã bị ta và Tiểu Diều Hâu giết không ít. Cũng là như vậy, ta và Tiểu Diều Hâu phát hiện ra một đại sự. Là đại sự gì vậy? Tiểu Thất trầm giọng. Cổ Kỳ Nguyệt nói: ở mặt khác của một ngôi mộ dưới tầng chót còn có một cỗ nam thi. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta và Tiểu Diều Hâu ở đây ngoại trừ từng giết những người đạo môn tới lừa gạt chúng ta, cũng chưa từng giết nhiều người. Những người đó đều là bị một con quỷ khác trong mộ giết. Mộc Tinh kia cũng không phải là thủ hạ của ta, ngươi có thể đi xem. Rễ của Mộc Tinh kia rất dài, trực tiếp đào sâu vào trong mộ lớn. Mộc Tinh hút khí huyết truyền đến trong mộ để cho nữ thi và nam thi kia tu luyện. Người tại sao lại nói với ta những lời này? Người không muốn tìm ra kẻ cầm đầu sao? Ta không nghĩ là lại chống lưng cho người khác. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Người nói chuyện rất theo kịp trào lưu hiện đại đó. Là ta thường xuyên đi ra ngoài tiếp xúc với thế giới văn minh mà. Nghe xong Cổ Kỳ Nguyệt nói, Tiểu Thất cũng biết đại khái Cổ Kỳ Nguyệt cùng với lệ quỷ ở trong cổ mộ kia không hợp nhau, đấu nhau mấy trăm năm. Nàng và Tiểu Diều Hâu sở dĩ có tu vi cao như vậy chính là cũng tu luyện cùng với lệ quỷ kia. Bản sự của lệ quỷ thì có oán khí, hiệu quả tu luyện so với việc giết người thì tốt hơn. Cũng khó trách tu vi của nàng lại đạt đến mức độ như vậy. Bất quá đối với Cổ Kỳ Nguyệt, Tiểu Thất cũng không tin hoàn toàn, đặc biệt là liên quan đến đại trận đầu chuyển di tinh. Mặc dù Tiểu Thất cũng rất muốn lấy được đại trận này. Chương 693, chuyện cũ bi thảm, phần 1. Tiểu Thất bĩu môi, chuyện này không dễ. Liếc mắt nhìn Cổ Kỳ Nguyệt, nàng rốt cuộc là loại người gì Tiểu Thất không rõ, cho nên hắn mới nói độ tin cậy không cao. Cổ Kỳ Nguyệt che miệng cười một tiếng. Công tử, người không quá tin tưởng lời tiểu nữ sao? Tiểu Thất gật đầu. Không sai, là ta không tin ngươi. Ngươi nếu như trước kia đã là người của đạo môn, như vậy đi theo ta. Ngươi cũng đã nói ngươi không có giết người, ta có thể nói chuyện với Thôi Phủ Quân để cho các ngươi vẫn có thể đi đầu thai chuyển thế. Nghe như vậy, trên mặt của Cổ Kỳ Nguyệt nụ cười dần dần biến mất. Cổ Kỳ Nguyệt không trả lời mà nói: làm sao ngươi biết ta chưa từng giết người? Ngươi cũng không cứu được ta. Ta đã làm quỷ mấy trăm năm, đã thành quỷ vương, ta đã không còn cách nào để quay đầu rồi. Tiểu Thất chậm rãi lắc đầu. Nếu đúng như là người bình thường, khẳng định là sẽ bị oán khí mê mẩn tâm trí. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi khi còn sống là truyền nhân của Thiên Sư Đạo. Nếu như ngươi không có suy nghĩ gì, cũng không đưa ta đến đây nói nhiều lời như vậy. Vừa nói vừa đưa tay ra với Cổ Kỳ Nguyệt. Theo ta rời khỏi nơi đây. Nhưng Cổ Kỳ Nguyệt lại không có động tác gì cả. Tiểu Diều Hâu bên người nàng cũng đưa tay ra, con mắt như cá chết trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Oán khí vô tận buông ra, lan tràn ra bốn phía. Một âm thanh lạnh như băng vang lên. Người muốn nhìn xem mấy trăm năm trước ở đây xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì? Là ta hỏi ngươi có muốn nhìn một chút không? Tiểu Thất lắc đầu. Ta không có thời gian. Nếu như có thể, đưa ta ra ngoài, đem người đón về. Đến lúc đó ta sẽ tự tìm tới, bởi vì ta biết các người không phải là người xấu. Cổ Kỳ Nguyệt sâu kín liếc mắt nhìn Tiểu Thất, thân mình biến mất. Ở trong phòng, quanh quẩn âm thanh của nàng. Tiểu Diều Hâu, tiện khách. Công tử, xin nhớ lời ngươi nói, ta đây chờ. Nếu như ngươi không đến
thì mấy thôn dân kia cũng sẽ không yên ổn. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng minh bạch Cổ Kỳ Nguyệt có thể làm được, hai con quỷ vương mình không ngăn được, huống chi còn rất nhiều sự tình mình không có rõ. Có lẽ nơi đây không chỉ có hai người bọn họ. Tiểu Diều Hâu lạnh lùng. Tiểu thư nhà ta bảo ta đưa ngươi ra ngoài. Nói xong, Tiểu Diều Hâu vung bàn tay, cảnh tượng trước mắt biến đổi, khôi phục lại lúc trước. Tiểu Thất lại đứng trên con đường hoàng tuyền, mà Tiểu Diều Hâu cũng đã biến mất. Ở trong rừng vẫn quanh quẩn âm thanh lạnh lẽo của nàng. Nhớ lời tiểu thư nhà ta nói, ngươi nếu như không đến, ta sẽ giết chết toàn bộ những thôn dân ở xung quanh đây. Tiểu Thất thở dài, quét một vòng cánh rừng, đi xuống dưới núi. Đi tới bên cạnh đại lộ, thấy Tiểu Kim đang dựa vào xe hút thuốc, Cố Bân ở trong xe đọc văn kiện. Tiểu Thất đi tới, Tiểu Kim lập tức tắt thuốc, liền hướng Cố Bân. Cố đội trưởng, tiểu huynh đệ đã tới. Cố Bân cầm tài liệu xuống xe, đem tài liệu đưa cho Tiểu Thất. Tất cả đồ vật ngươi bảo ta đi tìm, ta đã lấy được ở đây rồi. Tiểu Thất gật đầu, đưa tay nhận lấy tài liệu, lật xem qua một chút. Các người hẳn đã xem qua, nói đại khái tình hình cho ta một chút. Ở trong cổ mộ đây là có sự tình gì? Cố Bân nói. Thôi được rồi, vừa đi vừa nói đi, hai người chúng ta đã điều tra xong. Cái hai ngày này cũng không cần bận bịu, trở lại thành phố, ở đây làm việc thôi. Cố Bân nói xong, ba người Tiểu Thất theo đường lên núi. Cố Bân nhàn nhạt nói, chúng ta về điều tra tài liệu mới biết trên ngọn núi này không chỉ có một ngôi mộ mà là hai ngôi mộ, hơn nữa đều đã bị phát hiện, nhưng vì một nguyên nhân nào đó họ không có vào khảo cổ. Chúng ta hỏi một giáo sư khảo cổ của Xuân Thành, nói với cho chúng ta biết hai tòa cổ mộ này, một tòa là từ thời Tống Triều, một tòa khác là từ thời Minh Triều. Hai tòa cổ mộ một nam một bắc, tựa hồ là theo bố cục phong thủy mà được dựng lên. Tòa cổ mộ lớn thời Minh Triều mai táng là một tiểu thiếp của vương gia Minh Triều. Vương gia kia rất yêu thương tiểu thiếp của hắn, thế nhưng tiểu thiếp của hắn chết oan, vương gia tức giận, đem toàn bộ những người hầu của tiểu thiếp giết chôn theo, sau đó dựng ngôi mộ lớn này. Sau khi ngôi mộ lớn được xây cất xong, hắn lại đem toàn bộ công nhân và binh lính thủ mộ toàn bộ giết chết. Nghe đến đây, Tiểu Thất hỏi, vậy vương gia kia liệu có tự sát vì tình không? Cái này thì không rõ, Chu giáo sư cũng không nói minh bạch, ở trong tài liệu đến cùng có hay không ta cũng không chắc. Nghe vậy, Tiểu Thất nói, được rồi, ta biết rồi. Vậy tòa cổ mộ Tống Triều là mai táng ai vậy? Không biết, ta nghe Chu giáo sư nói bọn họ thời điểm phát hiện ra cổ mộ còn không có xuống. Tiểu Thất hứng thú, xảy ra chuyện gì? Cố Bân thở dài, bọn họ tìm được cửa động xuống cổ mộ, ai ngờ lúc chuẩn bị xuống thì ở bên trong rất nhiều mèo hoang đi ra. Mèo hoang vừa thấy ánh mắt đỏ bừng bừng, còn cắn chết nhiều người, cũng vì vậy bọn họ lại không có dám xuống nữa. Nghe đến đây, Tiểu Thất nhướng mày. Mèo hoang ở trong cổ mộ thời Tống Triều, hai chủ tớ Cổ Kỳ Nguyệt cũng ở trong đó. Bằng vào thực lực của hai người bọn họ, một đám mèo hoang nhất định là thức ăn. Chẳng lẽ đám đại quân mèo hoang hôm qua đến thôn chính là vai diễn của Cổ Kỳ Nguyệt? Cũng không phải không có khả năng này. Xem ra nàng nói thật mà cũng không có thể tin hết. Tiểu Thất lúc ở trường học cũng đã tin chuyện hoang đường, thiếu chút nữa đã tạo ra một sai lầm lớn. Lần này nhất định luôn luôn phải để ý, không thể liều lĩnh. Còn có một điểm khả nghi, thôn trưởng cũng đã từng xuống cổ mộ. Dựa theo như lời của Cổ Kỳ Nguyệt và Cố Bân, ở trong cổ mộ thời Minh Triều có rất nhiều lệ quỷ. Thế nhưng bọn thôn trưởng ở trong cổ mộ chạy qua chạy lại hai mươi mấy ngày, tại sao không có chết? Hơn nữa là thôn trưởng nói với mình, lão mơ hồ nghe thấy ở trong cổ mộ lớn là con gái của hầu gia. Những quan tài và linh phù màu đỏ thẫm kia, nếu như không có nhìn thấy, Tiểu Thất cũng không tin một người bình thường có thể nói rõ ràng mạch lạc như vậy. Nhìn thôn trưởng biểu tình ngày đó kể lại chuyện cũng không giống như là đang lừa gạt mình. Nếu như đúng là như vậy, rất có thể là Cổ Kỳ Nguyệt giở trò quỷ, nàng lợi dụng trận pháp đầu chuyển di tinh tạo ra một cái mộ huyệt. Chuyện này
cần phải tra kỹ một chút, không thể nào xuất hiện sơ sẩy. Cổ chủ tớ của Kỳ Nguyệt thực lực đã rất mạnh, ở trong cổ mộ lớn của Minh Triều cũng không rõ có gì. Quả thật đúng như lời cổ Kỳ Nguyệt, các nàng cùng với lệ quỷ ở trong cổ mộ thời Minh Triều nhất định chết không thôi, thì bằng vào thực lực các nàng cũng không dám tùy tiện mà động thủ. Chứng minh hai cỗ thi thể ở trong cổ mộ kia tuyệt đối không hề đơn giản. Tiểu thất mà tùy tiện động thủ thì sẽ là chúng chiêu lừa của cổ Kỳ Nguyệt, chính là một cái bẫy chết người. Đem toàn bộ tài liệu cất kỹ, nhìn hai người Cố Bân, tiểu thất nói: các người cẩn thận một chút, ở nơi này càng lúc càng nguy hiểm đó. Tiểu Kim ngẩng lên: tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không ở nơi đây gặp cái gì? Tiểu thất cười: ta không muốn nói đến cái thứ nào lợi hại đó đâu. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta còn không có nắm chắc trừng trị được mấy con quỷ ở đây. Tại sao vậy? Thiên cơ không thể tiết lộ, biết nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Tiểu Kim bĩu môi không hỏi nữa, đưa hai người Cố Bân đến thôn làng. Tiểu thất đem văn kiện cho Trần Thần để hắn cẩn thận đọc kỹ, nhất định phải xem ở trong cổ mộ lớn kia là chôn cất ai. Trần Thần không cự tuyệt, cầm lấy văn kiện lật xem. Cố Bân nói: tiểu huynh đệ, ngươi còn định ra ngoài sao? Tiểu thất gật đầu: ta đã ước hẹn với nữ quỷ, nếu như không đi các nàng muốn nổi điên lên đó. Vậy thì cẩn thận một chút. Tiểu thất cười một tiếng: nơi này các người cứ yên tâm, các nàng muốn giết ta cũng không có dễ. Coi như là ta để cho cá chết lưới rách, chưa chắc ta đã chết đâu. Người có lòng tin như vậy sao? Chúng ta làm nghề này nếu như không có lòng tin là toi rồi. Tiểu thất nhàn nhạt nói một câu, cầm Long Tuyển kiếm lên nối. Chương 694, chuyện cũ bi thảm, phần 2. Vừa đi ra khỏi thôn chưa đầy trăm thước, tiểu thất ngẩng đầu liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật sự là dọa sợ. Tiểu Diều Hâu kia đã đứng lặng lẽ đợi mình từ bao giờ. Tiểu thất bước lên, nàng trợn mắt nhìn một cái lạnh lùng: coi như là ngươi biết điều đó. Tiểu thất từ tốn: bằng vào thực lực của ngươi, tốt nhất là đừng có nói lời như vậy trước mặt ta. Nhược bằng không. Lời còn chưa nói hết, oán khí quanh thân của Tiểu Diều Hâu tụ lại quanh quẩn, hùng ác nói: bằng không thì sao? Ngươi muốn động thủ với ta? Ta nói cho ngươi biết, ta từ nhỏ đã đi theo tiểu thư, đối với đạo thuật của các ngươi ta hiểu rất rõ. Thật sao? Nếu như vậy ta không có chấp nhận với ngươi. Vậy cũng đừng trách ta không có khách khí. Nghe được lời này của tiểu thất, Tiểu Diều Hâu hừ lạnh, biểu thị bất mãn. Ống tay áo vung lên, đại trận đầu chuyển di tinh phát động. Tiểu thất một lần nữa xuất hiện ở cổ mộ. Vẫn là địa phương đó, vẫn là người đó, nhưng ý nghĩ trong lòng cũng không có giống nhau. Cổ Kỳ Nguyệt mời tiểu thất ngồi xuống, chưa đầy nửa phút, tiểu thất thần kinh căng thẳng. Nàng thấy tiểu thất như vậy, nhẹ giọng: công tử, lúc trước ta cũng cảm giác trên người ngươi có một loại khí tức cực kỳ thư thích. Có thể lấy thứ đó ra cho tiểu nữ khai nhãn giới không? Tiểu thất minh bạch ý của cổ Kỳ Nguyệt, các nàng hẳn là cảm giác được hơi thở của Trúc Dung Thạch. Bất quá tiểu thất cũng không có ngu ngốc, đem Trúc Dung Thạch cho các nàng nhìn. Chung quy Trúc Dung Thạch là một đám cao nhân Trường Vô Đạo đã cực khổ mới có được để cho mình tăng cao tu vi. Nếu như bị người ta cướp đi, tiểu thất cũng không thể nào tha thứ cho mình. Ngay sau đó lắc đầu: xin lỗi, không thể. Cổ Kỳ Nguyệt nhìn sang Tiểu Diều Hâu đứng bên cạnh hắn, quát lên: đồ vật mà tiểu thư nhà ta muốn, ta khuyên người giao ra, bằng không ta không khách khí. Tiểu thất cao mày, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Tiểu Diều Hâu. Quá tam ba bận, đây là lần cuối đó. Tiểu Diều Hâu không phục, còn định nói: công tử đừng trách Tiểu Diều Hâu là tính khí như vậy. Công tử ngươi xem như vậy được không? Ta đem cho ngươi đại trận đầu chuyển di tinh, ngươi đem bảo vật có chức năng dưỡng hồn kia cho ta. Ngươi muốn làm giao dịch với ta sao?
Công tử, người có thể hiểu như vậy. Tiểu Thất lắc đầu. Xin lỗi, đại trận đầu chuyển di tinh giá trị không thể nào bằng vật kia của ta được. Thật sao? Công tử có muốn xem một chút? Cho ta xem đến tột cùng là thứ gì quý như vậy. Tiểu Thất giễu cợt. Còn mẹ nó, ngươi cho rằng là ta ngu sao? Nếu như lấy ra, về sau một mình ta làm sao để cho hai người động thủ để cướp Trúc Dung Thạch? Đến lúc đó Trúc Dung Thạch ta làm sao giữ được? Không. Ngươi! Tiểu Diều Hâu còn chưa dứt lời, Long Tuyển kiếm trong tay của Tiểu Thất đã dí vào bên hông của nàng. Tiểu Diều Hâu cười lạnh, oán khí tỏa ra, thân mình vội vàng lui lại. Tiểu Thất cười nhạt, cong cong ngón tay búng ra, một giọt máu tươi chính xác gảy thẳng lên mi tâm của Tiểu Diều Hâu. Tiểu Diều Hâu kêu thảm một tiếng, giọt máu đỏ tỏa sáng, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, thiêu đốt hồn phách của Tiểu Diều Hâu. Công tử! Cổ Kỳ Nguyệt vội vàng kêu lên. Tiểu Thất nắm chỉ quyết thu lại, giọt máu khôi phục lại bình thường. Nàng đem giọt máu lau sạch, vọt tới bên cạnh Tiểu Thất, định động thủ. Tiểu Thất chợt ngẩng đầu nhìn nàng. Còn muốn động thủ sao? Tiểu Diều Hâu! Cổ Kỳ Nguyệt ngăn Tiểu Diều Hâu lại, sắc mặt của nàng cũng khó coi, bất quá cũng không tính cùng Tiểu Thất động thủ nữa. Tiểu Thất hừ lạnh, quét nhìn liếc mắt các nàng, nhàn nhạt. Các người nhớ kỹ, đạo thuật là đặc biệt dành để thu thập các người đó. Cổ Kỳ Nguyệt gật đầu. Công tử, chúng ta đi xem cổ mộ bên kia năm đó có chuyện gì. Các người đã trải qua. Cổ Kỳ Nguyệt lắc đầu. Vậy tại sao các người có thể biết rõ chuyện năm đó phát sinh như thế nào? Nghe vậy, Cổ Kỳ Nguyệt cười một tiếng. Công tử, ngươi không biết đầu chuyển di tinh đại trận chứ? Không biết. Đầu chuyển di tinh đại trận bố trí ở đây, liền ta có thể nhìn thấy bất kỳ chuyện gì phát sinh trong bất kỳ thời gian nào ở đây. Nghe vậy, Tiểu Thất cả kinh. Trận pháp đầu chuyển di tinh này quả thật cũng quá là nghịch thiên. Cổ Kỳ Nguyệt vung tay áo, Tiểu Thất cảm thấy mắt tối sầm. Lúc mở mắt, bên tai chuyển đến tiếng nói chuyện huyền náo, là mấy trăm công nhân đang mang những tảng đá lớn để xây cất cổ mộ, còn rất nhiều quân lính đang đốc thúc. Tiểu Thất khiếp sợ, làm cho người ta kinh hãi so với chuyện Phật đạo song tu cao nhân ở số 81 kinh thành thì còn kinh hãi hơn rất nhiều. Cao nhân kia tạo lại cảnh tượng xưa cũ là từ ở bên trong ký ức của Quỷ Vương Không Đầu mà có được, nhưng cảnh tượng trước mắt là dùng đại trận đầu chuyển di tinh trực tiếp xoay chuyển thời không. Cổ Kỳ Nguyệt đứng ở bên cạnh Tiểu Thất nói: Công tử, ngươi nhìn cho kỹ. Cổ mộ rất rộng, công nhân cũng không ít, vốn trước đây cũng không có cái loại máy móc như cần cầu. Toàn bộ những tảng đá đều dựa vào nhân lực vận chuyển. Chỉ cần động tác của ngươi chậm một chút thì những quân lính kia sẽ vụt xuống một roi. Từ xưa đến nay, người khổ sở vất vả nhất chính là những nhân dân ở tầng đáy của xã hội. Cổ Kỳ Nguyệt mang Tiểu Thất đến trên đỉnh cổ mộ, nàng chỉ một cái cây già cách đó không xa. Đây chính là mộc tinh đó. Nói xong, không đợi Tiểu Thất nhìn kỹ, quay trở lại trong cổ mộ. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn trên đỉnh mộ thất, nàng nói không sai, chính là cái cây kia rễ đã đâm xuống đất, mà cũng là cố ý để xây dựng cổ mộ tạo thành. Rễ cây bị kéo ra ngoài, khảm nạm vào trong vách tường, cuối cùng tụ lại ở bên dưới thạch quan của chủ mộ. Hình ảnh tan vỡ biến thành ban đêm. Giám thị và quân lính đang ngồi bên bàn nhậu nhẹt, sau đó phân phát thức ăn. Động tác của dân chúng, cướp được bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu. Ai mà bị đói, ai mà chậm chỉ có thể nhịn đói. Quân lính cười đùa, lấy thú vui hạ nhục những người lao động. Tiểu Thất nhìn thấy dân chúng lần lượt đói mệt chết. Bọn họ, những kẻ bị chết, thi thể bị quân lính ném vào bên trong một cái hố. Tiểu Thất hít một hơi, trầm giọng: Coi vào trọng điểm đi. Cổ Kỳ Nguyệt cười nói: Công tử, ngươi tức giận sao? Tiểu Thất không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cổ Kỳ Nguyệt. Nàng giờ khắc này cảm thấy ánh mắt của Tiểu Thất rất đáng sợ. Đến cả nàng
cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Không nói nhảm, vội vàng xoay chuyển hình ảnh. Hình ảnh chuyển, bên tai vang lên tiếng âm thanh thảm thiết, tiếng khóc lóc, còn có cả tiếng cầu xin tha thứ. Tiểu Thất vừa nhìn, hai chân như muốn nhũn ra, là một loại sát ý bộc phát từ trong lòng. Từng đám quân lính cầm trong tay đao kiếm vũ khí, chém giết những công nhân mệt mỏi kia. Chỉ cần phản kháng một chút thì còn chết thảm hơn. Những dân chúng phản kháng càng lúc càng nhiều. Quân lính tay cầm đao kiếm, bọn họ không ngăn được, lui về đằng sau. Cho đến khi tản ra, Tiểu Thất mới nhìn thấy những người cầm cung tên. Lập tức, tiếng xé gió giống như tử thần, vô tình lấy đi mạng sống của những công nhân. Mấy vòng kế tiếp, những công nhân còn sống không dư lại mấy. Ở trong mộ thất, máu chảy thành sông, chảy xuống những khe rãnh, chảy xuống dưới. Quân lính lại một lần nữa cầm dao kiếm xông lên, đem những người may mắn sống sót còn lại giết hết. Tiểu Thất nhìn thấy một lão nhân độ 60-70 tuổi quỳ xuống cầu xin tha. Có rất nhiều thiếu niên 16-17, khỏe mạnh thì còn kêu lên thảm thiết chạy trốn. Nhưng bọn họ cũng không thoát, cuối cùng đều là bị giết hết. Nhìn thấy thi thể đầy đất, Cổ Kỳ Nguyệt cười nói: "Công tử là rất thê thảm phải không?" Tiểu Thất không nói gì cả, trong tay cầm Long Tuyền kiếm, vung lên, chỉ thẳng vào Cổ Kỳ Nguyệt quát lên: "Ta nói cho người biết, ngàn vạn lần đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của ta." Cổ Kỳ Nguyệt mỉm cười, xem thường nói: "Ta xem ra người rất tức giận, nhưng mà những người này cũng đâu phải là do ta giết." Hết chương 694. Hết tập 107. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.